Vậy là hơn một tháng cũng sửa xong nhà sao. Rất là vui và rất là mừng luôn cả nhà. Thì đây là tượng Phật Di Lặc ha. Còn kia là Quan Thánh Ngài. Đây mấy cái lục bình. Mời cả nhà cùng tham quan nha. Bên này là nhà bếp ha. Ruby xin chào tất cả các cô chú, anh chị và các bạn. Thì đây là cái nhà sau, mình sửa lại nha cả nhà. Cái nhà này ba mẹ cũng xây lâu rồi cả nhà, cho nên giờ nó xuống cấp rồi. Đồ đạc nó tùm lum hết. Thì chỗ này mình sẽ xây cái bếp ha cả nhà. Trong kia mình làm toilet, bây giờ mình sẽ vô đó mình làm toilet ha. Bên này sẽ xây phòng ngủ. Giờ mình thì bên điện nước cho nên cái này tự mình thiết kế luôn nha cả nhà nha.
Vậy là xong nha cả nhà, giờ chỉ cần đổ xi măng nữa thôi cho nó giữ chân lại ha. Còn đây là cái bếp, chờ hai tấm đan nó khô rồi mình bỏ lên ha. Bên này thì chú đang xây ở trong nha. Còn đây là phòng ngủ của mấy đứa nhỏ nè. Mới lót gạch xong nha cả nhà. Phần điện thì mình cũng làm luôn rồi, xong rồi nha cả nhà. Chờ lắp thiết bị thôi. Còn chú là đang dán gạch toilet. Vậy là hoàn thiện phần thô nha cả nhà. Giờ chờ nó khô rồi mình sơn thôi. Đây là cái bếp ha. Trong này toilet nha cả nhà. Đây là lavabo, đây là phần điện. Đây bồn cầu ha, đây cái lavabo nữa. Đây chưa hoàn thiện nha cả nhà, nói chung mới lắp rồi chưa có trích. Vậy là hơn một tháng cũng sửa xong nhà sao. Rất là vui và rất là mừng luôn cả nhà. Đây là tượng Phật Di Lặc ha. Còn kia là Quan Thánh Ngài. Đây mấy cái lục bình. Mời cả nhà cùng tham quan nha. Đây là nhà bếp ha. Còn bên này phòng ngủ của hai đứa nhỏ. Phòng ngủ với phòng học ha. Bên này là toilet nha cả nhà, với lại chỗ để máy giặt, chỗ rửa mặt ha. Đây cái lavabo ở ngoài, đây cái máy giặt. Trong này là toilet nha cả nhà. Đây cái lavabo rửa mặt nữa ha. Đây bồn cầu. Đây, chỗ này
tắm ha, mùi sen. Đây chỗ để sập bông, đây thông ra nhà trước nha cả nhà. Đây bàn ăn, chỗ này mấy cặp lục bình. Video tới đây Ruby xin tạm dừng nha, chúc cả nhà luôn vui vẻ hạnh phúc nha, bye.